kinh phải kèm theo chú giải. Vậy chú giải đó ở đâu? Có trang web nào và ai là người soạn ra? Thứ nhất á, là cái chuyện mà chú giải là do các cái vị thánh tăng, như là những cái trường hợp như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Na, ngài Ca Diếp và các cái vị thánh tăng khác ha. Khi mà Đức Phật giảng một cái bài kinh á, thì có khi những cái người đệ tử không có hiểu, thì các cái vị thánh tăng, các vị trưởng lão, các vị mới có cái nhu cầu là các vị giải thích rộng ra thêm, giải thích rộng ra thêm đấy, và nó trở thành cái chú giải. Cho nên cái chú giải, cái đối tượng là quý vị có thể tin tưởng ha. Và ngài Bút Tháo Ngô Xá hay còn gọi là ngài Phật Âm á, chỉ là cái người tổng hợp lại thôi, chứ bản thân ngài Bút Tháo Ngô Xá không phải là cái người sáng tác ra chú giải. Còn quý vị hỏi về cái trang web á, thì chờ sư một chút. Hiện tại bây giờ có một nhóm các cái bạn người Việt đã làm ra cái trang web này, có tổng hợp về kinh tạng và chú giải luôn. Đây. Trang là theravada.vn ha. Đọc thấy cái chữ không? Đó, theravada.vn. Thì trong cái Tipitaka đó, thì đây nè, có chánh tạng. À, chánh tạng, chú giải, đọc ở đây, đây nè, đây chú giải nè, chú giải, đây là chú giải tạng luật ha, chú giải tạng kinh, tạng kinh trường bộ nè, trung bộ nè, tương ưng nè, tăng chi nè, tiểu bộ nè, đó, rồi tạng Atidàm, rồi phụ chú giải, phụ chú giải là cũng có là tạng luật, tạng kinh và tạng A Tỳ Đàm. Ví dụ như quý vị muốn sư phóng to trang cho quý vị thấy ha. Đó, ví dụ như là quý vị muốn coi cái chú giải của tạng kinh trường bộ, cái phần đầu tiên đấy, thì bấm vào đây sẽ có những cái bài như là kinh Phạm Võng, kinh Quả Báo Hạnh Sa Môn đấy. Thì muốn coi chú giải bài kinh nào thì bấm vào cái bài kinh đó, ví dụ như chú giải kinh Phạm Võng. Và cái này quý vị nói sư làm khó quý vị cũng được, nhưng mà quý vị hỏi rồi đó, sư chỉ quý vị, quý vị có mở ra coi hay không và có đủ trình độ để coi hay không. Tại vì cái này hoàn toàn toàn bộ là Pali. Rồi quý vị có đọc được cái chữ Pali hay không? Đây, toàn bộ là chữ Pali. Với những ai mà đọc được Pali á, thì nó rất thoải mái, vì đó có hoàn toàn có thể đọc được. Nhưng mà khi mà quý vị không có biết được cái, không biết Pali, mà quý vị hỏi cái chú giải này mà sư đưa ra cho quý vị như thế này là coi như nó chết quớt. Nó chết quớt. Tại vì đọc không được thì cũng như không. Đấy. Rồi.